Chào các bác, hôm nay em test áp suất chức nổi Yoshirushi môi trẻ dung tích của đít điện 100V qua AI trí tuệ nhân tạo cao tần áp suất hút chân không chức độ rất kín luôn, màu trắng rất đẹp luôn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920, chức nổi rất đẹp luôn. Chiếc này là sản xuất năm 2012, cao tần áp suất hút chân không, màn hình nét qua AI trí tuệ nhân tạo. Và giá chiếc nồi này là 2,2 triệu. Rất chất lượng. Áp suất kín 100% luôn. Nguyên áp suất luôn. Cực kỳ chất lượng thì chứng nổi Yoshirushi môi trẻ. Rất kín luôn, xoang kín 100%. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Các bác phải xem kênh cho em, xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh.